Trấn Thành ngậm ngùi khi Harry Won chán cơm thèm phở. Cùng tham gia một chương trình, chàng MC chỉ biết cười trừ khi bà xã chọn về đội Trường Giang với lý do muốn đổi món khác. Thu Trang và Trấn Thành bất ngờ khi khách mời trong tập 9 chương trình Giọng Ải Giọng Ai là Harry Won và ca sĩ Trúc Nhân. MC Đại Nghĩa tưởng Harry Won sẽ chọn về đội Trấn Thành, nhưng giọng ca anh cứ đi đi lại muốn ngồi gần nghệ sĩ Trường Giang. Harry giải thích, ngày nào cũng gặp Trấn Thành, cô cảm thấy quá quen thuộc, muốn đổi món mới. Mười khó khá ngạc nhiên với lựa chọn của nữ ca sĩ Hàn Quốc. Harry Won vui vẻ hoạt náo trên sân khấu game show dành cho những người thích ca hát. Trấn Thành trêu chọc bà xã để làm rối đội hình của đối thủ. Anh tố Harry Won chán cơm thèm phở và tuyên bố em cứ đi đi. Trường Giang xen vào cuộc trò chuyện của cặp đôi, cho rằng mình không phải một trò chơi để ai muốn đến thì đến, đi thì đi. Nhưng sau cùng anh vẫn giang tay ôm Harry chào đón cô về đội mình. Trúc Nhân bối rối khi Trấn Thành nắm tay mời gia nhập về đội của anh. Tập 9 Giọng Ải Giọng Ai sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 31 tây tháng 12 trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!